Xin tất cả mọi người đồng hành tại đây này đã đến đây hạnh phúc. Rót bùa và nhân phụ cho cha mẹ hai bên trong ngày tới. Và bây giờ là những phút này nhất, ngày phút con vui nhất của cô dâu và chú rể. Xin mời con tài quý vị hãy cùng chứng kiến cô dâu và chú rể cuối cùng cho tôi và một cái phút này theo trang lên xin mời tất cả quý vị quý hãy cùng lên và một tiếng máu. Thank you.
Cảm ơn.